Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Anh Hùng Chí Bảy Thiên Đạo Chính Nghĩa, chương một mồ chôn anh hùng, hồi một. Danh tướng Mông Cổ A Lý Hải Nha đã nói, không có tương thì không có hoài, không có hoài thì giang nam dễ như trở bàn tay. Những lời này nói về một thành trì. Nó được xây dựng cạnh nước, vững chắc như đá, nó là quê hương của thi nhân mạnh hạo nhiên, thi thánh đỗ phủ, cũng là con đường chiến hỏa thiên hạ nhất định phải đi qua. Suốt một ngàn năm, thành trì này đã chặn đứng vô số đại nhân vật từ Nam Chí Bắc. Mông Cổ Thiết Kỵ Nam Trinh, Tinh Trung Võ Mục Bắc Thảo, Thất Quân Thủy Yêm Vân Trường, Phù Kiên ngay tại chỗ hỏa đốt đàn khê, vì nghiệp lớn nhất thống, vô luận là kiêu hùng phương Bắc gìm ngựa bờ sông, hay là anh kiệt phương Nam Đao chém đầu thuyền. Tất cả đều phải tới đây đánh giết một hồi. Bất khuất kiên cường tường đồng vách sắt, có thể chịu được sự bắn phá của trọng pháo, có thể chịu được nạn đói chiến hỏa, nó là điểm khởi đầu của kiếp sống quân lữ vẻ vang, cũng có thể là điểm chôn cốt tha hương, vì ngàn ngàn vạn vạn cô hồn vô chủ táng thân dưới thành kia, mọi người gọi nó là Mồ chôn anh hùng, đại danh Tương Dương. Ngày 28 tháng chạp năm chính thống thứ 10, ánh nắng chiều đầy trời hàng ngũ vạn quân ở phía trước, mặt hướng cổ thành tương dương. Các anh hùng, nổ thương kinh lược xứ sải ngựa tiến về phía trước, dơ roi hô to, toàn quân toàn lực, chu gian sát nịnh, hôm nay thay trời hành đảo. Kinh lược xứ là một chức quan thời xưa, chỉ những người chấn giữ biên thùy, hoặc làm những việc mưu tính chính trị, quân sự. Chu gian sát nịnh giết những kẻ gian thần và nịnh bờ. Giữa tiếng hò hét của vạn quân, đầu tường vang lên tiếng đáp trả anh dũng chúng chi sĩ lão tướng ái quốc để đao giận kêu bảo quốc vệ dân tinh trung chân thành nguyện chết vì nước hai quân quyết đấu dưới thành vang lên những tiếng kêu gọi khích lệ câu từ bốn chữ đẹp đẽ vang tận mây xanh lúc trạng vạng tối từ trên thành nhìn xuống mấy chục vạn nộ quân dưới thành doanh chướng nộ quân kéo dài hàng chục dặm tựa như sao lạc đồng hoang mờ mang vĩ đại những cây cầu gấp, xe lấp hào, khí giới công thành nằm trên mặt đất, giống như những con bọ cánh cứng đen lớn ăn thịt người, lúc nào cũng có thể phun độc đả thương người, trận liệt thang mây cao mấy chục thức càng tựa người khổng lồ mặt quỳ gây go quỷ dị, tùy thời chờ chém ra ma quyền, nhất cử đập sụp tương dương. Trận trưởng dưới thành kinh sợ dũng sĩ triều đình, nhưng trước mặt là cổ thành tương dương, lại há tầm thường như vậy. Hắc khí tràn ngập đầu tường, Thành trì này là tường đồng vách sắt của vương triều chính thống, cũng là diêm la điện pháp trường phanh thây, dạ xoa lôi, nanh sói chụp, đám người đầu trâu mặt ngựa như ẩn như hiện đang canh giữ trào dầu, sẽ trừng phạt mình bất cứ lúc nào. Lại nhìn trông sát dưới thành, hố bẫy ngựa, tường dương mã, từng con trốn với dưới nền đất, chờ đợi bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng đầy máu cắn mình làm đôi. Công thành một phương uống máu ăn thịt, thủ thành một phương tàn nhẫn giữ tợn ánh nắng ôn nhu vắt qua chiến trường, thoáng chốc không phân biệt hai bên địch ta, vô luận đến trước hay đến sau, hàng trăm vạn tướng sĩ xa trường cùng nhắm mắt, đồng loạt yên lặng cầu khẩn. Ngô thê ngô ái, ngô phụ ngô mẫu, các nhi tử, các trượng phu, giờ thề với trời cao, sẽ sống sót trở về. Tiếng trống ủ ủ, kêu gọi càng thêm trào dâng, cuộc chiến công thành sắp bắt đầu, những thiếu niên mới được chiêu mộ thở gấp lão tướng xa trường liễm mục cúi đầu, âm thanh chói tai của kèn sô na xuyên qua tai họ, tướng sĩ hai bên đều im lặng. Toàn quân, vạn chúng nín thở, từng người nắm chặt cương đao, cúi người hạ eo. Tiến công, một âm thanh giết chóc như sấm vang lên, lần thứ 12 công thành bắt đầu. Hàng ngàn hàng vạn bộ tốt lao về phía trước, lửa đạn bắn thủng thành trì tạo ra hố động, phi tác câu móc vào lõm hố, bộ tốt miệng ngậm cương đao, toàn lực leo lên đầu tường tiến lên quân địch xung phong thủ tướng tương dương lập tức vẫy cờ hô truyền lệnh đổ dầm có thứ ở đó rơi xuống chống bộ tốt đồng loạt ngừng mặt lên bọn họ nhìn thứ đang bốc khói sắc mặt hoảng sợ a à, dầu nóng từ trong thành đổ xuống lập tức có tiếng thảm gào lớn tiểu tốt đáng thương leo lên thang mây đứng mũi chịu xào lập tức bị dầu nóng đổ trúng đau đớn tột cùng hắn cuối cùng không thể bám chặt vào thang, thân hình thô tráng ngã về phía sau, trong nháy mắt sắp rơi xuống. Một thước, hai thước, ba thước, thiếu niên ngã xuống, suýt ngã chết dưới thành, đột nhiên một linh thần trường từ giữa không trung lao ra, có người kéo hắn lại, người này chính là tam đại tiên phong nộ thương, tây lương tiểu lữ bố ra tay cứu người. Đại tướng quân Tây Lộ trèo lên thang, dương đầu với vạn quân phía trên. Hắn tay phải giữ chặt quân tốt thiếu niên, tay trái vùng áo choàng, làm trạch hướng dầu nóng ngăn cho thuộc hạ ở phía dưới. Mùi thiêu cháy khét bốc lên, dầu sôi bắn vào cánh tay hàn nghị, khiến hắn nổi mụn nước. Cơn đau rát ập vào tim, xé thân nứt phổi, nhưng hắn không thể phát ra âm thanh, nào vì hài tử trên tay hắn đã thay hắn phát ra tiếng khóc. Mẹ, còn đau quá, đa quá, đau quá, đau quá thiếu niên tay chân dãy rủa tâm kêu thảm thiết quân địch không có chút nào thương hại chảo dầu vẫn tưới xuống không dứt hàn nghị tung áo choàng man cản gió mạnh khắp nơi mưa nóng rải rác khắp nơi binh lính dưới chân thống khổ kêu gào một nhóm lớn bị bỏng bởi dầu nóng giờ này khắc này chỉ có cấp tốc đoạt công thành mới có được con đường sống nhưng hàn nghị ôm tên tiểu tốt kia đã bị kẹt trên thang không thể động đậy một thủ hạ cấp hòa đốt tâm Nhịn không được hét lên, Hàn tướng quân. "Thả hài tử ra, mau mau leo lên đi." Hàn Nghị cúi đầu nhìn con tiểu tốt trong ngực, đáng thương mặt hắn bị thối nát, hai mắt mù lòa, đôi tay không thể tra lại ngũ quan vùng vẫy không ngừng, muốn che đậy gì đó nhưng lại không dám động vào. Cuối cùng hắn cũng không thể kêu mẹ, chỉ có thể dùng sức đánh vào tứ chi, Thê Lương khóc kêu, "A! À. A, à, tài nghe hài tử kêu khóc, Thê Lương" Hàn Nghị hai mắt đỏ hoe, hắn thật sự không thể buông tay, đứa trẻ này còn có mẹ, cho dù hai mắt mù, ngũ quan hủy hoại, chính mình cũng nên dẫn nó về nhà. Vào lúc không còn lựa chọn nào khác, một tiếng kêu rên truyền qua, máu tươi bắn ra từ vai. Cung thủ ẩn nấp trên đầu tường chớp lấy cơ hội, lập tức bắn lén một mũi tên vào tiểu lữ bố đang do dự. Lồng mũi tên trước bả vai khẽ rung, máu tươi chảy ra không dứt. Hàn Nghị tuy rằng đau nhập tâm khảm, lại chỉ cắn chặt răng, không hề buông tay. Thả hắn ra, dưới chân truyền đến tiếng hô, một đại hán lao lên, người này hai chân lăng không, năm ngón tay như móc câu, chỉ dựa vào lực tay liền có thể leo lên tường thành trăm trường. Xem hắn võ công cao cường như thế, đúng là chủ tướng tân lộ quân tiên phong, đại quân của xà hạc song hành hách chấn tương đã đến. Thả hắn ra, những mũi tên bắn lén lần lượt được bắn ra năm món tay hách chấn tương phát lực ổn định thân hình tay phải vung đao chặn mũi tên bắn lén cho tiểu lữ bố nghe hắn lớn tiếng nói đứa nhỏ này không sống nổi lập tức buông hắn ra tai nghe người bạn cùng thế hệ thúc giục hàn nghị lại cúi đầu hắn trong lòng minh bạch chỉ cần chính mình buông tay hải tử đáng thương liền sẽ rơi vào địa ngục vô biên trở thành u hồn vô chủ dưới thành tương dương công thành đó là vượt qua quỷ môn, trăm người khó có thể thành toàn một vài. Hách chấn tưởng mắt phiếm hồng, lạnh giọng hét lên, buông tay. Người không có lựa chọn nào khác. Phải tự bảo vệ mình. Hàn tướng quân, không còn lựa chọn nào khác. Không còn lựa chọn nào khác. Thả ra, thả ra, dưới chân quân tốt không ngừng kêu khóc. Những mũi tên lửa liên tục bay tới bên họ. Một nồi dầu nóng rơi xuống. hài tử trong tay vẫn kêu khóc. Hàn Nghị dường như thân chịu tra tấn, do dự không chừng. Hách chấn tương vừa lo lắng vừa tức giận, đã công thành 12 lần, nhiều lần gian nan, có người chết, có người bị thương, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người chết, tại sao tiểu lữ bố ở thời điểm mấu chốt lại nương tay. Hàn Nghị, hách chấn tương rốt cuộc giống giận lên, quát to, tên khốn nhà ngươi. Giận hán hỏa mục trợn lên, thoáng chốc rốt đao đâm thật mạnh, máu tươi phun ra hải tử trên tay tiểu lữ bố không còn dãy giụa nữa thân thể khẽ co giật khóe miệng hiện lên một tia bi thương làm người thương xót tiếng khóc rốt cuộc biến mất không còn được nghe thấy thiếu niên không còn vẫy tay vẫy chân cũng không còn khóc kêu mẹ hắn đã được giải thoát rồi huynh đệ đào cắm vào đầu tường hách chấn tương mặt mang giận dữ vỗ thật mạnh vào vai đồng bạn lạnh lùng nói chúng ta còn phải đánh trận đánh giặc thì phải giết người không giết thì sẽ bị giết, thực sự không có lựa chọn nào khác. Hàn Nghị khẽ cười khổ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một ngày nắng hiếm hoi trong mùa đông, dáng màu trói lóa, nơi xa hòn đảo mệt mỏi trở về tổ, khiến mọi người chợt nhớ nhà. Hắn nhẹ nhàng cáo biệt tiểu tốt kia, thấp giọng nói, về nhà đi, hải tử. Buông tay phải ra, để thiếu niên trong tay rơi xuống hải tử đáng thương trở thành một điểm đen cô độc dần dần biến mất một chốc mơ màng hồ đồ vang lên một tiếng ẩm lớn một tảng đá khổng lồ như đám mây đen đè xuống quân địch không chút nào khoan dung lại có người sẽ phải chết lần này sẽ là ai đá rơi mây đen che phủ bầu trời đang muốn nghiền nát ai hàn nghị lòng tràn đầy mê mang tập trung nhìn vào bất giác chấn động tảng đá lớn kia đang hướng về phía hách chấn tương. Nhìn thấy hắn đang trèo tường, đứng mũi chịu xào, tính mạng bị đe dọa. Hàn nghị tỉnh giác, vội vàng vươn tay phải, gọi lớn xà hạc song hành, nhảy qua. Không cần, hách chấn tương bể nghệ liếc xéo, lạnh lùng thốt, tự bảo trọng đi. Giữa tiếng hổ gầm, xà hạc song hành đề khí túng nhảy, đón chiều tảng đá đi lên, thấy hắn tung chân phải hướng về phía tảng đá, chân lực dũng mãnh đá ra, tảng đá lớn đã bị chuyển hướng, đập vào tường thành trước, sau đó lăn xuống đất. Chúng quân tốt tiếng hoan hô sấm dậy, hách chấn tương lộn nhào giữa không trung, tay trái cầm một cây cung lớn, tay phải căng dây để đặt mũi tên, rồi bắn một mũi tên vào không trung. Ông một thanh âm vang lên, đầu tường vang lên tiếng khóc thét kêu thảm thiết. Máu tươi đầm đìa, năm sáu thi thể theo đó rơi xuống. Mũi tên này nội lực thâm hậu, uy thế kinh người, liên tiếp bắn xuyên qua một loạt quân địch. Để kẻ giết người đi theo bước chân thiếu niên, cùng đến Diêm La địa ngục báo danh. Hách chấn tương ra tay giết người, quân địch lập tức phản kích. Những dây cung trên đầu tường vang lên liên tục, những mũi tên lửa không lưu tình liên tiếp bắn xuống, xà hạc song hành dựa vào nội lực mạnh mẽ, có thể bay nhảy khắp tường thành, cùng tiễn tất nhiên không thể bắn trúng hắn đáng thương xà hạc song hành có thể né tránh, nhưng quân tốt dưới chân có thể tìm chỗ trốn ở đâu. Trên thang chen đầy dũng sĩ, giờ phút này lại như thịt cá, biến thành đồ ăn của cung tiễn bất cứ lúc nào, trong lúc nguy nan, người dũng mãnh ngừa mặt lên trời cuồng khiếu, kẻ khiếp nhược ôm đầu che mắt, mũi tên xuyên người, chảo dầu, mũi tên lửa, đá rơi, bốn cách chết chóc luân phiên, từng bóng người lần lượt rơi xuống dưới thành tiếng kêu đau đớn cuối cùng trước khi chết vang vọng khắp bầu trời. Thiếu niên cũng không cô độc, bị chảo dầu bỏng chết hắn, có rất nhiều người chôn cùng. Hoàng hôn tây trầm, dĩ khí đê mê, bên người đồng bạn càng ngày càng ít, hách chấn tương nghiến răng nghiến lợi, ra sức hướng về phía trước leo lên, thân hình ngày một lộ ra, dẫn tới đầy trời cung tiễn cuồng bắn đến. Trong cơn mưa hoa, hách chấn tương bị trúng ba mũi tên liên tiếp nhưng hắn phân đấu quên mình, đưa đao vào miệng, một tay bám lấy tường thành, từ bên hông móc ra một quả pháo hiệu. Búng món tay giữa, pháo hiệu từ đầu món tay bắn ra phi 20 trượng, thoáng chốc đầu tường sáng lên một đạo lửa khói, như một ánh sáng rực rỡ. Trung quân, hách chấn tương vung tay ngẩng đầu, hướng trời giận gào, vì ta khai đào. Ẩm vang, chủ trận nộ thương chỉ huy đại pháo, lập tức oanh tạc đầu thành, rất nhiều hòn đá bùn xa rơi xuống, quân địch trong thành tử thương hỗn độn. Dựa vào sự liều mạng tung pháo hiệu này của hách chấn tương, xe pháo dưới thành cũng tìm được vị trí bắn. Hách chấn tương cúi đầu truyền lệnh, tân lộ quân. Đoạt công vào thành, vô số thi thể rơi xuống dưới thành, thế công quân địch bị giảm bớt rất nhiều. Hách chấn tương người bị trúng mấy mũi tên, lại vẫn lớn tiếng hò hét, vội vàng lĩnh quân đoạt thành dưới thành Lý Thiết Sam thấy cơ hội không thể bỏ qua, liền cũng xuất chúng xông thẳng dưới thành, thiết kiếm lực chém cửa sắt, đường đường kim vang, âm thanh như sấm. Tương dương đại chiến do kinh lược sứ nộ thương giang dực dẫn quân, cùng tam đại tiên phong cảm tử cùng nhau công thành. Giờ phút này Lý Thiết Sam, hách chấn tương đều anh dũng giết địch, hàn nghị xếp hàng đệ nhất trong tam đại tiên phong, lại đứng giữa trời cao vẻ mặt mê mang. Vạn dặm giang sơn, cầm tú đại địa, vì sao thiên hạ rộng lớn như thế, mà mấy chục vạn người lại phải chen chúc, gắng hết sức để đối phương tử vong? Vì cái gì? Người thông minh, ai có thể nói ra đạo lý lớn? Mắt thấy hàn nghị thân là đứng đầu tam đại tiên phong, lại chỉ mốc ở chỗ này. Thủ hạ dưới chân la to, hàn tướng quân. Chúng ta rốt cuộc lên hay không? Tiếng gào rít giận dữ của hách chấn tương truyền đến từ xa mắng, hàn nghị. Người nếu không đi lên, nhân lúc còn sớm lăn trở về nhà đi. Lên hay không lên hay không? Hàn nghị ngất đi, lại tựa tỉnh lại, hắn dùng sức đập vào trán mình, lẩm bẩm tự nói, đi lên sao? Còn không phải là lên sao, bàn tay chụp lại, đầu óc càng thêm đần độn, hắn rốt cuộc dơ phương thiên họa kích lên, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn quân gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua trong miệng hắn vang lên tiếng hét ngưng tụ thành một quả cầu ấm áp, sau hách chấn tương, có một tiếng vang khác tràn ngập vùng núi xa xôi. Công phá tương dương, tiểu lữ bố thần trí không rõ trở thành đại A à mốc anh minh cơ trí. Phương thiên họa kích chém ra, có một tiếng quái gào, giữa ầm ầm tiếng vang tường thành bị nứt ra như một cái bát lớn. Lần thứ nhất hạ thân đầy, hàn nghị thân mình giống như rút hành ruộng cạn, nháy mắt bay cao ba trường lại một lần nữa, ánh lửa vẩy ra, đuổi qua hách chân tương. Lần cuối cùng, quân canh giữ đầu thành kinh hoàng lui về phía sau, hoảng kêu, tiểu lữ bố. Trong cơn tuyệt vọng, một đại hán xuất hiện trước mặt, hai chân bay cao dựng lên, vượt qua tường thành. Hắn chiều cao mười thước, vấn tóc kim quan, mặc áo giáp vảy rồng màu bạc, đây là tây lương tiểu lữ bố, hắn tới chiêu hồn. Mắt thấy hàn nghị rút thân dựng lên, là người đầu tiên bay lên đầu tường. Quân coi giữ đầu thành cuồn cuộn lao về phía trước, hàng trăm tấm khiên thép dựng lên trước mặt, mong có thể chặn lại một kích. Hàn nghị cười ha ha, giận dữ hét, lan đi. Phương thiên họa kích ra sức chém thẳng, một tiếng vang lớn, tia lửa từ tấm khiên thép trước mặt bắn ra, từng tấm khiên bay ra khỏi tay. Miệng hồ thủ tốt bị đánh vỡ, không còn phát huy được chút sức lực nào nữa. A ngốc như muốn phát tiết oán hận trong lòng, hắn một tay cầm kích, liều mạng đánh vào tấm khiên còn lại, tiếng hô như sấm, đau chảm như điện lôi. Tấn công, giết, tấn công, giết, phương thiên họa kích thô dày như cánh tay người nằm trong tay hắn, nhẹ nhàng như roi ngựa được vung lên, âm thanh đánh giết và la hét hòa trộn, trong giây lát, tường thành sụp đổ, đầu người bay ra, đầu tường thảm gào không ngừng, nhuốm một màu đỏ tanh trận khiên tan thành mây khói ngoại trừ thi thể đầy đất chỉ còn lại một nam tử kim kê độc lập ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng hàn nghị giết đỏ cả mắt rồi ta thân cùng các người đều diệt trong tam đại tiên phong nộ thương người này là dũng cảm nhất mạnh mẽ nhất này chỉ là hắn phải chờ tới một khắc mơ mơ màng màng mới có thể từ kẻ ngốc biến thành kẻ điên biến thành một ma tướng hung ác vô từ vô bi đối đầu kẻ địch mạnh Ma quân đại tướng gầm nhẹ một tiếng, liếc nhìn những sĩ tốt còn lại, ánh mắt hắn rất rõ ràng, hắn muốn huyết tẩy tương dương. Người đâu? Ngăn hắn lại. Ngăn hắn lại, thủ tướng triều đình liên tục ra lệnh, ngàn danh quân tốt cấp tới tiếp ứng, nhưng đầu tường địa thế rất hẹp, vô pháp lấy mũi tên nỏ đả thương địch thủ, tiểu lữ bố tả sung hữu đột, tựa như hổ ăn thịt dê, triều đình nhân số tuy nhiều, nhưng cũng không còn có thể tạo thành trận pháp vài tên phó tướng phấn khởi dụng khí, liều mạng tới chắn, đáng thương mọi người còn chưa liều chết sung phong, liền nghe một tiếng bạo lôi giống to, ta là Tây Lương Tiểu Lữ Bố. Ai dám đấu với ta? Tiểu Lữ Bố Thê Lương kêu thảm thiết, lại lần nữa sung phong liều chết về phía trước, ra sức một kích của mình chém xuyên qua vô số quân địch, trong tích tắc đã lấy đi hơn 10 mạng sống. Hắn tức giận, xoay người một chân đá văng chảo dầu ra ngoài, đâm thẳng vào quân địch dầu sôi tràn qua, mười mấy tên quân tốt thê thanh gào khóc, lần lượt lăn xuống đất. Tiểu lữ bố giết đỏ cả mắt rồi, hắn giơ tay phải lên, phương thiên họa kích nện xuống, một đòn này sẽ giết chết tất cả quân tốt trong vòng mười trường, vận khi tốt thì bị lưỡi dao cắt thành hai nửa, vận khi kém sẽ bị áp đoạn xương sống, trung thân tàn phế. Phương thiên họa kính hạ xuống, một cơn gió mạnh thổi đến từ mọi hướng, tiểu binh tiểu tốt ôm đầu quỳ xuống, toàn bộ ô nghẹn ai khóc. Thời khắc sắp chết, chợt nghe một tiếng trầm vang truyền đến, hùng khí giết người thình lình ngưng lại. Ngưng lại, trượng dài tám thước, trọng binh nặng gần 50 cân bất động, bị người ta giữ chặt trong tay. Kẻ tới là ai? Hàn nghị hung ác chừng mắt, rút cây kích ra, khơi dậy một cơn gió mạnh, hãy xưng tên ra. Đường đại hổ tướng giận dữ mời đấu, quân tốt địch quân lại khóc lại kêu, toàn bộ tháo chạy về phía sau. Bức tường người dần dần nhường chỗ, một vị đại tướng bước ra trước mặt, tiểu lữ bố vẻ mặt kinh ngạc, đồng từ đỏ rực dần dần co rút, dưới chân không tự chủ được lùi về sau. Lẽ nào có lý đó, lại gặp được hắn, bình đào trong tay rũ mềm trên mặt đất, hàn nghị không nói nên lời, hắn mở to mắt, nhìn lá chắn cuối cùng của thành tương dương. Đại thần Trung Hưng Vương Triều Chính Thống hắn quan bái đại đô đốc nghệ thừa tần bá tiên hắn tước ban uy vũ hầu công lao vượt liễu ngang thiên kế thừa huyết mạch trung thần nhật nguyệt kỳ hạ hiện giờ ngũ định viễn khoanh tay trước ngực khi thế nghiêm nghị lẽ nào có lý đó trong đầu một mảnh hỗn độn mồ hôi lạnh trên gò má tiểu lữ bố không nghe phân phó từng giọt chảy xuống bên cổ ngũ định viễn không nên ở chỗ này kinh châu thất thủ tương dương sẽ cạn lương thực lúc này nộ vương đã đi tới chiến trường Kinh Châu, chân long nên chấn thủ con đường lương thực, tuyệt không nên xuất hiện ở đây, trừ phi hắn không sợ lương thực bị cắt, không sợ 13 tòa thành lớn dọc theo tuyến Tây Nam sụp đổ. Không có khả năng, nhất đại chân long thận trọng, hắn dụng binh tuyệt không dám lớn mật như vậy, trừ phi hắn đã đánh bại nộ vương, hắn mới dám di chuyển đến nơi này. Nhưng hỏa tham đao ma uy như thế, làm sao có thể? không nghĩ ra, lại không có thời gian phỏng đoán, chân long càng đến gần hơn, hai bên oan ra ngõ hẹp, đã là cục diện đơn đả độc đống. Tiểu lữ bố nỗ lực điều hòa hơi thở, nhưng tay vẫn ướt đẫm mồ hôi. Chương một mồ chôn anh hùng, hồi hai. Kết thúc chương một đọc hết chương này càng thêm không ưa ông Viễn, thương hàn nghị. Trước huyền thoại bất bại nhất đại chân long, phương thiên họa kích chỉ là một thứ cầm trên sân khấu kịch, không qua nổi một kích. Mấy ngày trước kinh châu tiên phong đại chiến, chính mình đã giết chết hơn chục thủ hạ của người này một cách vô ích, nhưng lại không thể làm được gì. Chính mình tuy là danh tướng hùng hổ nhân gian hiếm có, nhưng đối thủ của hắn căn bản không phải người, đối mặt với ngũ trảo kim lân, hoàn nghị chỉ có thể phát ra tiếng gầm to, tiếng hô này là kêu cho chính mình nghe, hắn muốn cổ vũ cho dị khí của chính mình. Thời khắc hoang mang lo sợ đã đến thời khắc sinh tử tuyệt mệnh cũng đã đến. Cả đời cần tu khổ luyện, mưu đó là tiên cơ giờ phút này. Hắc, tay nghiêng phương thiên hỏa kích, đang muốn buông tay. Bỗng nghe sau lưng truyền đến hổ gầm, có người giành trước ra tay. Hàn nghị vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại, thấy một thân hổ đang lao về phía trước, hắn là. Xà hạc song hành hách chấn tương. Hắn cũng leo lên đầu tường, trở thành người đầu tiên khiêu chiến dũng sĩ tiên phong chân long. Cựu thương bổng giáo đầu cầm y vệ dơ khuỷu tay trái lên, dùng nắm tay phải bảo vệ ngực, nhìn hắn bắt tặc bắt vương, hắn trực tiếp đá vào ngũ định viễn, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hách chấn tương cực có can đảm đảm đương việc, giờ phút này dành trước ra chiêu, tuyệt không phải cử chỉ lỗ mãng. Tiểu lữ bố quyết đấu nhất đại chân long, hàn nghị do dự không quyết đoán, một khi thất thần mềm lòng sẽ bị giết trong vài chiêu hách chấn tương trong lòng nghĩ thay vì mất đi một tướng quân của mình không bằng để mình tiến lên động thủ thứ nhất tiêu hao khí lực cường địch thứ hai là dành cơ hội cho đồng bạn đợi cho đến khi thiết kiếm trấn thiên nam đuổi kịp đến đầu thành tam đại cao thủ bao vây tấn công sẽ có cơ hội thủ thắng chân khó khăn tung đánh tới năm thước thân ảnh đối phương khẽ nhúc nhích tựa muốn phản kích đối thủ là nhất đại chân long giao thủ chính là đánh cược mạng sống hách chấn tương dày dặn kinh nghiệm giang hồ không đợi chiêu thức thành thục đột nhiên thân mình trầm xuống dùng chân trái giẫm xuống đất xoay tay làm điểm tựa vào một tiếng thân thể cường tráng đã như con quay xoay chuyển cúi người quét chân chuyển đá thân dưới cường địch báo vĩ cước kích ra kình phong uy lực càng hơn xưa xem hách chấn tương biến chiêu cực nhanh kính đạo mạnh mẽ, thật là giang hồ hiếm thấy, chỉ là con báo chân có nhanh như chớp, chân long lẽ nào lại châm. Nhìn thấy thân hình to lớn của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cũng đã nhảy được vài thước, hách chấn tương minh bạch cường địch lợi hại, hắn không muốn ngồi chờ chết, lập tức song trường lập tức dơ lên bảo vệ trước người, sau đó để khí hô to, thiết sam Tranh thủ thời cơ, lão thiết kiếm không làm chính mình thất vọng, trong trận chiến sinh tử này, hắn cũng leo lên đầu tường viện thủ cho mình. Hai người tâm linh tương thông, đúng như dự đoán, tiếng hét vang lên, đôi tay lão tướng nắm chặt thiết kiếm, mã bộ vượt tiến về phía trước, lập tức bắt đầu phun ra nuốt vào cương khí. Thiết kiếm cửu thức đại khai đại hợp, nguyên nhân chính là uy lực vô cùng lớn, ra tay trước cần có thời gian rót khí, lúc này hách chấn tường mạo hiểm ra tay, cầu đó là chặn lại đối thủ một lát, để tranh thủ được chút thời gian cho Lý Thiết Sam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chỉ cần đếm hết 6, Lý Thiết Sam sẽ có thể vận đủ khí lực, thong dòng phát ra tuyệt học, khi đó định quân Sơn đánh mạnh vào đầu, có thể hạ được thế công của Đổ Long. 1. Cuộc đếm ngược bắt đầu, giữa sự hoảng loạn và la hét, chân Long đã nhảy lên trời, bay lên đỉnh đầu. 2. Hách chấn tương tuy kinh không loạn, trong giây lát đã nhảy lên, như thỏ nhảy lên nhảy xuống sử dụng báo tử liên hoàn xuyên tâm thối, đá chân phải qua phía trên, thẳng vào cầm đối thủ. 3. Trần Long tránh được điểm trọng yếu của hàm, giữa không trung xoay tròn. 4. Hách chấn tương nháy mắt thu chân, song trường bài xuất, thẳng đánh ngực của ngũ định viễn. Đếm đến năm, hắc ha hừ, ba âm thanh liên tiếp, chân long rơi xuống, dùng khuỷu tay phải xoay người đảo qua, lấy khuỷu tay đỡ trưởng chiêu thức hai bên giao phong. Ngũ định viễn lập tức tung nắm đấm trái ra, trọng quyền nghênh diện, bức cho hách chấn tương ngửa ra sau né tránh. Gió mạnh thổi qua mặt, cọ qua gương mặt, má trái của hách chấn tương đầy vết máu, thấy hắn vẫn đang ngửa người ra sau, đối phương đột nhiên giơ tay phải ra, lại ra một trường, lòng bàn tay mang theo thiết bổ, tựa như đụng phải đạn pháo, hách chấn tương tránh cũng không thể tránh, cũng không thể làm gì, chỉ đành cố gắng giơ hai tay tiếp chắn thiết trường này đầu tường nổ lên ầm ầm vang lớn, trường lực hùng hồn, khai bia nứt thạch, hách chấn tương cắn răng nhịn đau, bước chân bị trượt về phía sau, hắn tuy bại không loạn, thoáng chốc tay trái xào quyền, tay phải mỏ chim hạc, đang muốn thể hiện bản lĩnh chấn thủ của mình, nào biết ngũ định viễn hạ bàn tay sắt của mình xuống, tả quyền lại khởi thế công đánh về phía trước. Quá nhanh, đã gần đếm hết, năm đấm của ngũ định viễn lên xuống, thẳng thu thẳng tiến tượng như tia chớp, liên tiếp dáng ba đòn nặng nề. Hắc ha hừ, lần đếm thứ sáu bắt đầu, cự lực truyền tới, trưởng phong lôi đỉnh áp lên mặt, tiếng nổ theo sát, hách chấn tương nheo mắt lại, lúc này mệnh ở sớm tối, không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có lấy ra. Tỏa long, đếm hết xong, toàn thân khớp xương hách chấn tương bạo vang, món giữa cong ra, đã đưa ra nhất thức cuối cùng của ngũ hành thần quyền. Xà hạc hổ báo long, cứu mạng liền nhìn chiêu này. Ở lần đếm cuối cùng, tỏa long kháng chân long, hách chấn tương dùng hữu quyền, ngũ định viễn dùng tay trái, nội lực kinh thiên động địa va chạm vào nhau, hai bên quyền trưởng tương tiếp, lại vô thanh vô tức. Một tiếng kêu rên vang lên, bước chân của ngũ định viễn trùng xuống, cơ thể lảo đảo về phía sau, bị long quyền buộc phải lùi lại một bước, nhìn sang hách chấn tương, lúc này dưới chân vững chãi, ngang nhiên không có ý thoái nhường hai bên chiến đấu bằng tuyệt chiêu của mình hách chấn tương lấy long quyền đánh lui ngũ định viễn phá giải truyền thuyết bất bại nhất đại chân long được lắm tiểu lữ bố cao giọng hoan hô túm lên phương thiên hỏa kích đang muốn đến viện thủ trong giây lát ánh sáng tím chớp động ngũ định viễn hồi lực cực mau thế nhưng lại phát ra một quyền đối thủ nói đánh liền đánh hách chấn tương lại chỉ ánh mắt dại ra đôi tay rũ xuống không biết làm sao né tránh Hàn Nghị một bên nhìn, nhịn không được trong lòng hoảng hốt. Thất thần, tỏa long kháng chân long, hách chấn tương phát ra quyền kình ngập trời, lại không chịu nổi hồi chấn mạnh mẽ, hai cổ cự lực chạm vào nhau, thân thể chân long chịu được, xà hạc song hành thân thể phàm phu lại không thể chịu nổi. Sau tỏa lực đạo quá cường làm hách chấn tương hôn mê bất tình. Hách chấn tương bức khai đối thủ, lại đã bất tình. Hàn nghị vừa sừng sốt vừa sợ hãi, xà hạc xong hành thần công như vậy, lại bị người ta làm chấn động đầu óc trong mấy chiêu, hắn sợ hách chấn tương bị giết, cuống quýt cởi bỏ đại thiết cung sau lưng, lông chim phi nước đại, dây cung giết lên, năm mũi tên trong nháy mắt bắn ra, nhưng võ công của ngũ định viễn quá mạnh, hắn thực sự không biết những mũi tên này có thể cứu được đồng bạn của mình hay không. Trần long như gió hỏa, thân ảnh xoay tròn, những mũi tên bay nhỏ bé yếu ớt còn chưa bắn tới người liền bị kình phong bức bay đi, hàn nghị mồ hôi lạnh chảy một thân, đang muốn ném họa kích của mình đi cứu. Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, có người ra tay cứu mạng. Đại thiết kiếm ngang trời mà đến, giận chém chém vào eo nách của ngũ định viễn. Đây là tuyệt mệnh tam thức ra tay, hồ hoành giang đến cứu người. Thiết kiếm thiên uy, lý thiết sam rốt cuộc vận đủ nội lực, trọng trảm cường địch. Chỉ là hắn tuổi tác già nua, lúc trước vận khí tổng cộng đếm hết đến bảy, đáng tiếc hơi chậm một bước, liền làm rớt mãnh tướng hách chân tương. Tâm sinh tự trách, thiết kiếm càng là chém đến uy vũ sinh phong, như si như cuồng. Một tiếng răng rắc cục bộ vang lên, chân lực hai bên va chạm vào nhau, lý thiết sam chém trúng chân long, thoáng chốc vô số mặt sắt bay lên trời, phát ra ánh sáng màu tím. Hàn nghị vừa mừng vừa sợ, đang muốn gieo hò, lại nghe quân tốt triều đình giành chức gieo hò, long thủ đại đô đốc. Long thủ đại đô đốc. Vào giờ ngọ, trăng tối gió lớn khắp nơi, tiếng vang len keng len keng đầy đất, đầu tường tràn ngập từ khí. Bị một đòn nặng nề của Lý Tiết Sam, bàn tay sắt của đối phương bị vỡ vụn đầu tường ánh sáng tím tràn ngập, long chảo rốt cuộc lộ ra trước mắt. Lý Tiết Sam sát thật chém chống ngũ định viễn, chỉ là không khéo vô cùng, hắn chém phá thiết thù của ngũ định viễn. Lòng chảo vô địch, 10 năm trước đã có thể đánh ngang ninh bất phàm, chống lại chắc lăng chiêu, hiện giờ khổ luyện đại thành, trong thiên hạ trừ kiếm thần tay cầm thần kiếm, ai có thể ngăn cản. Ánh sáng tím ẩn mang phong lôi, lòng chảo hướng về phía hách chấn tương, hàn nghị sợ tới mức choáng váng, vội vàng để thanh hô to, toàn quân nghe lệnh. Tốc tốc rút quân, ngũ định viễn, người điên rồi giọng nói già nua mang theo bi phẫn, Lý Thiết Sam chửi ầm lên, hận lão phu năm đó mắt mù cứu ngươi, ta hận không để chắc lăng chiêu giết chết cầu quan nhà ngươi đi. Lý Thiết Sam tức giận, không màng tất cả động thủ ra chiêu, hàn nghị đại kinh thất sắc, nhất đại chân long võ công thế nào, hắn ở bên cạnh tần bá tiên đã lâu, tự nhiên biết rất rõ, trước mắt Lý Thiết Sam tuổi tác già nua, tùy tiện cùng đương đại chân long đánh đơn, sao có thể là đối thủ. Tình thế quá mức bất lợi, một khi không kịp tiếp ứng, ba chữ Lý Thiết Sam cũng sẽ mất đi. Hách chấn tương đã ngã xuống, Lý Thiết Sam gặp nạn, lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình, tiểu lữ bố vội vàng buông hách chấn tương, đôi tay chụp lấy họa kích, muốn nhảy tới cứu. Hai bên cách nhau ước chừng 10 trưởng, hàn nghị dù cho thân mình cao lớn, vẫn phải cần năm bước chạy như bay mới có thể đuổi kịp tương trợ. Tuyệt mệnh bước đầu tiên, cách xa nhau tám trưởng, chân long sai thân xoay chuyển, ánh sáng tím phun ra nuốt vào, đã bao phủ trước người lão tướng. Tuyệt mệnh bước thứ hai, cách xa nhau sáu trưởng, lý thiết sam trọng kiếm chém tới, nhưng tay rồng đã ấn vào thân kiếm, thần quang độc khí tấn như tia chớp tím, lan rộng nhanh chóng ra thân kiếm. Tuyệt mệnh bước thứ ba, phi la tử khí đã tấn công như dây leo, thẳng tới cổ tay địch, sắp làm mục nát da thịt, hàn nghị hét lớn, thiết sam. Rút kiếm ra nhanh lên, người sẽ chết. Không cần năm bước, từ khí chân long bộc phát chỉ trong ba bước, đại nạn của Lý Thiết Sam đã đến. Lý Thiết Sam nếu không tự đoạn một tay triệt kiếm nhận thua, chết hoặc đầu hàng, hai chọn một, không còn con đường thứ ba. Lý Thiết Sam cười lớn dù sao cũng đã già rồi, cần gì phải yêu quý tính mạng. Nghe hắn giận dữ hết, đi, đi thôi, ngũ định viễn, Chúng ta cùng đi gặp chắc lăng chiêu. Thiết kiếm 50 cân cắt ngang giận quét, dùng uy lực vạn quân đối mặt với chân long. Hắn thả rằng độc khí vào thân, cũng tuyệt không quăng kiếm nhận thua. Hàn nghị vừa kinh vừa sợ, hắn liều chết bước tới bước cuối cùng, há mồm điên cuồng gào thét. Đánh, một thân ảnh bay ra trước, giữa tiếng giống giận, tỏa long thần quyền lại lần nữa xuất kích. Hách chấn tương đã tỉnh hắn nhanh hơn Hàn Nghị một bước, đã ở trước mặt Lý Thiết Sam, trong tích tắc món giữa phát lực, như xét đánh, như tia chớp, đột nhiên không kịp phòng ngừa, tỏa long liền ra tám quyền, phách phách bạch bạch tiếng vang không ngừng, liên tiếp đánh vào yếu hại địch quân, trước phá khí, lại phá thể, liền kim cương bất hoại thể cũng khó ngăn cản. Lý Thiết Sam ném xuống thiết kiếm, tránh đi độc khí, đại hỷ nói, thắng. Tám cánh tay liền phát, tỏa long đánh mạnh vào điểm yếu hại của cường địch. Thắng bại phân ra, đối phương lại không ngã xuống, trong sự kinh ngạc, thấy hách chấn tương mặt lộ vẻ khổ sở, lùi lại một bước. Hàn nghị run giọng nói, sao, làm sao vậy? Hách chấn tương cười khổ, hai vai trong phút chốc hơi hướng về phía trước, sau một tiếng gào đau đớn, các khớp xương phát ra âm thanh giòn giã, lập tức như vậy đã làm các cao thủ minh bạch nội tình, hách chấn tương bị chất khớp tỏa long thần quyền xác thật đánh trúng yếu hải nhưng vào thời điểm lực đạo bùng nổ chân khí rót vào gân cốt của đối phương lại không rung động tất cả các đòn đều trượt chỉ một phân không những chưa từng trọng thương yếu hải ngược lại đôi tay phát lực quá mãnh bả vai khớp xương vì điều này chịu chấn chật khớp hàn nghị nhụt trí vô lực chân không khỏi mềm nhũn rít lên đây đây là người sao người trước mắt này thân pháp cực nhanh quyền cước cực nặng, đã đạt cảnh giới không phải người, đáng thương mọi người dốc hết sức lực, lấy tuyệt học suốt đời liên thủ ngăn địch, lại không cách nào lấy được một chút ít thượng phong. Hách chấn tương bày ra giá thức, chỉ muốn vận khí tái chiến, trong khi lý tiết sam nhật thiết kiếm, cầu một kích cuối cùng. Tam đại cao thủ nộ thương bao vây cường địch, trong lòng lại nhụt chí bất kham, không còn ý chí chiến đấu. Đầu hàng đi, ánh mắt chân long mang theo một tia thương hại, hắn đối mặt với ba vị cố nhân năm xưa, lắc đầu nói, các ngươi đã tận lực. Đứng đối diện với nhất đại chân long, giống như một con sư hổ trong lồng. Sĩ khí băng giải, trung tướng nộ thương tuy rằng lấy ba đối một, lại như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hách chấn tương ngửa mặt lên trời thở dài, trông giống như một đứa trẻ bơ vơ bên ngoài thần quỷ đình, chờ bị giết. Hàn nghị ánh mắt dại ra, lại biến trở về thành a mốc ngu ngốc bó tay không biện pháp vì sao cao thủ nộ thương như rừng mưu sĩ như mưa lại không thể đoạt được thiên hạ nam tử trước mắt này chính là đáp án đáng sợ hơn trác lăng chiêu lý thiết sam che mặt cười khổ lẩm bẩm tự nói phong thủy thay phiên truyền tựa như năm đó tần bá tiên dọa chết cả triều đình hiện giờ chân long đã trở thành trụ cột của quốc gia người kinh hãi không còn là những gian thần triều đình mà là những anh hào nộ thương. Một người đáng giá trăm vạn người, chân long mỗi lần hiện thân chiến trường, có thể dũng cảm đánh bại tam quân, bức cho hổ tướng nộ thương hội hợp hiệp phòng. Thạch Cương, Lục Gia, Hàn Nghị, Thiết Sam, Trấn Tương, song anh Tam Hùng đều đã từng bị hắn làm cho mệt mỏi. Nếu không phải nộ thương còn có thanh đao kia, thiết thủ sớm đã tận diệt phỉ khấu, nhất thống thiên hạ. Người dũng mãnh nhất nộ thương là Tần Trọng Hải. Mỗi lần cao thủ thiếu lâm võ đang gặp hắn, cũng biểu tình thống khổ như vậy. Vô luận địch ta hai bên, nếu muốn đánh thắng trận này, cần phải giết chết thủ lĩnh đối phương. Mấy năm qua hỏa tham đao cùng ngũ hổ liên thủ, khắp nơi thiết kế ám sát chân Long, cũng như vậy. Trân Long cũng cùng cao thủ chính giáo hợp lực xuất kích, liều chết săn bắt thanh đao này. Hai bên một là tướng một là soái dùng hết tâm cơ mưu kế, đều muốn nhất lao vĩnh giật, nhất cử giết chết chủ tướng đối phương. Thành ngữ nhất lao vĩnh giật câu nói từ đời Hán của Ban Cố, mang nghĩa lao khổ một lần, xử lý sự tình, sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa. Đây là cuộc chiến mà tùy thời đều phải đánh cược, vì cầu xuất kỳ bất ý, các cuộc vây hãm chớp nhoáng, mấy năm qua chân long hành tung ẩn mật, nộ vương cũng xuất quỷ nhập thần. Ngươi đi Đông, ta đi Tây, người Bắc tiến, ta Nam Phòng. Trò chơi mèo vờn chuột diễn ra hàng ngày. Quân sư hai bên hao tổn tâm huyết, mỗi lần thiết hạ độc kế, nhưng khi đến thời điểm vương thấy vương ngả bài, lại luôn kinh giác trận này không có hồi kết. Khi các tướng xoái quyết đấu, hai bên luôn bố trí chu toàn, người có song anh tam hùng, ta có tứ đại kim cương, lấy cứng đối cứng, chẳng có gì ngoài cát bay đá chạy vô luận triều đình hay nộ thương, không ai có thể đột kích đắc thủ, nhất cử giết chết chủ tướng đối phương, kết thúc trận đại chiến 10 năm này. Chiến hỏa cháy lan đến hôm nay, chân long càng thiêu càng vượng, nộ vương càng đánh càng cường, phó tướng hai bên lại đã sức cùng lực kiệt, hách chấn tương nỗ lực điều hòa hơi thở, duyễn nói, ngũ. Ngũ định viễn, ngươi, ngươi sao lại tới tương dương? Ngươi không cần kinh châu? lần trước chủ soái nổ thương thẳng lấy kinh châu dụng ý đó là muốn kiềm chế ngũ định viễn để giang dực thong dong đánh chiếm đệ nhất đại thành tây nam ai ngờ ngũ định viễn một mình gấp rút tiếp viện tương dương tình thế quỷ dị hách chấn tương đoán không ra nội tình chỉ có thể vỗ ngực thở dốc chờ đợi ngũ định viễn trả lời niệm hương khói cố nhân ta không muốn giấu các ngươi ngũ định viễn khoanh tay lẳng lặng nói hành tung Tần Trọng Hải đã bại lộ, một không ở Kinh Châu, hai không ở Tương Dương. Người tứ cố vô thân, chỉ có thể đầu hàng triều đình. Hách chấn tương ngơ ngác nói, ngươi. Người nói bậy, hắn không ở Kinh Châu, còn có thể đi chỗ nào? Ngũ định viễn lắc đầu, còn chưa hiểu rõ sao? Hắn bỏ rơi các ngươi, đi đoạt đao. Chẳng lẽ thanh đao đó là? Tam đại tướng quân nộ thương hít một hơi, nhất thời hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì chỉ nghe ngũ định viễn sâu kín lại nói đã hiểu sao tại sao thanh đao được giấu kỹ như vậy triều đình lại để lộ tin tức hả chúng kế chủ soái một mình tiến đến giang nam lại bỏ chiến trường kinh châu tình thế trước đây chưa từng gặp mọi người sợ hãi lý thiết sam là người đầu tiên gầm lên giận dữ thấy dâu tóc xòe ra hét lên đừng nghe hắn đánh rắm Tần tướng quân lúc này nhất định đánh hạ thành Kinh Châu. Các ngươi đi đi, để ta chặn cầu tặc này. Lý Thiết Sam tuổi tác đã cao, không chịu nổi đơn đà độc đấu. Hách Chấn Tương tuy tư biết không địch lại, lại vẫn giành trước một bước, nghiêng chắn trước người Lý Thiết Sam. Hai cao thủ địch quân triển khai giá thức, Ngũ Định Viễn thở dài, ngược lại tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Chư vị, ngũ mẫu nếu muốn giết chết các ngươi, sớm đã xuống tay." chỉ là niệm ở, còn chưa kịp nói ra tình cố nhân. Thình lình một hắc ảnh xông lên tiến đến, bước chân người này cũng không nhanh, thời cơ lại tính đến cực chuẩn. Thừa dịp ngũ định viễn mở miệng nói chuyện, bị phân tâm, chân phải đã cắm vào giữa hai chân địch nhân, theo sau hai tay kẹp cổ họng, gầm lên điên cuồng, hai đại hán cùng ngã xuống đất. Bầu trời đầy bùn cát, ngũ định viễn bị một người ôm chặt. Người tới thể trạng hùng vĩ, cao hơn ngũ định viễn nửa cái đầu, chính là tiểu lữ bố ra tay. Lúc trước hách lý thay phiên ra trận, tất cả đều bất lực trở về, hàn nghị nhìn trộm ở bên, cho hắn thời gian tính toán ngắn địch. Chân long thần võ ngang tàng, nội lực đua không thắng, quyền cướp đấu không lại, chỉ có thể quăng ngã đánh bất ngờ mới có thể lấy được thượng phong. Quả nhiên dựa vào dáng người mười thước nằm sấp xuống đất, kìm kẹp được nhất đại chân long. Hàn nghị dùng tay chân đè chặt sau lưng ngũ định viễn, trên người vận khởi thiên cân trụy, càng là lực bạt sơn hề, nghe hắn la lớn, hách giáo đầu. Mau mau tới giải quyết hắn. Mau, lực bạt sơn hề tức là lực có thể nhổ núi. Làm tốt lắm, hách trấn tương vui mừng khôn xiết, lập tức lao tới viện thủ. Chín đại danh tướng của nộ thương hợp xưng song anh Tam Hùng Tứ Chiêu Phủ, song anh là Thạch Lục song Nguyên Lão, Tam Hùng còn lại là Hàn Lý Hách Tam Tiên Phong, chín đại danh tướng tuy nói có bản lĩnh nhưng khó đoán nhất trong đó chính là hàn nghị hắn có khi dụng mãnh có khi hỗn loạn khi ngu mốc thì dường như mất trí khôn khéo lên lại có thể đoán trước được âm mưu của kẻ địch nhìn tam tiên phong nộ thương lấy hàn nghị cầm đầu quả không thẹn ánh mắt nhìn người của tần trọng hai tận dụng thời cơ hách chấn tương lại lần nữa vận khởi tuyệt kỹ tỏa long vội vàng công hướng ngũ định viễn Lúc này các khớp xương của chân long đã bị khóa chặt, bị chế áp mạnh mẽ, dù hắn bản lĩnh đến đâu, lại cũng không thể né tránh sát chiêu. Tỏa long dùng ra, tấn công mạnh mẽ, bỗng nghe a à một tiếng rồng ngâm, chân đến đầu tường trời sụp đất nứt, chân long cõng tiểu lữ bố trên lưng, cùng nhau nhảy bổ nhào về phía sau, trong chớp mắt né tránh long quyền của hách chấn tương, lại cũng đâm sụp gạch trên đầu tường. Hách chấn tương nghẹn họng nhìn chân chối. Hàn Nghị chiều cao 10 thước, nội lực tính cả thân mình áp xuống, thực sự nặng ngàn cân, há ngũ định viễn có thể làm phiên đảo, dường như còn thừa lực. Hách chấn tương gầm lên một tiếng, vội vàng bổ thượng chân phải, nhưng ngũ định viễn đã kéo Hàn Nghị bước sang một bên, hai người lăn lộn, đâm cho tường băng thành sụp, cả kinh chúng quân tốt cuốn quyết né tránh. Hàn Nghị sử dụng lực đạo ngu ngốc của mình, nhất thời như ngựa điên, liều chết không bỏ ngũ định viễn lại khí lực kinh người, liên tục xoay người đâm tường, mong có thể ném tiểu lữ bố rơi ra, mắt thấy đồng bạn chậm chạp không thể đuổi kịp, hàn nghị vội vàng hét lên, đừng động thằng nhãi này. Tốc tốc điều quân tới, chờ thiên quân vạn mã xông vào thành, ai còn sợ hắn. Lý hách hai người tỉnh giác, chân long bị vướng víu, thời cơ công thành liền ở trước mắt, một người vội vàng chém quân địch, một người bảo hộ chặt chẽ thang trời, đều để thanh hô lớn, toàn quân lên thành, công phá tương dương. Tiếng giết nổi lên, Lý Hách liên thủ ngăn địch, dũng mãnh dị thường, triều đình binh tướng không người có thể chắn, ngũ định viễn thấy chỗ hồng đầu tường càng lúc càng lớn, mạnh yếu sắp nghịch chuyển, thắng bại tất cả phụ thuộc vào mình, nhưng sau lưng kia tiểu lữ bố lại vẫn liều chết bám vào, không hề có dấu hiệu buông tay. Ngũ định viễn không hề lưu tình, lập tức trầm mục cảnh cáo, hàn tướng quân, ngươi nếu muốn sống lập tức buông tay hàn nghị hắc hắc cười lạnh không để ý ngũ định viễn gào to đẩy khuỷu tay sắt về phía sau thoáng chốc sau cổ nóng lên hàn nghị trong miệng phun máu đã nhuộm đỏ chính cổ mình ngũ định viễn lành lạnh lại nói một lần cuối cùng khuyên ngươi buông tay hàn nghị hổ giống một tiếng đột nhiên lao đầu tới cắn vào cổ địch như một con hổ điên ngũ định viễn tức giận nghe hắn quát a à ngốc người thật khờ sao, phấn nhiên ngẩng đầu, cự lực nơi nơi, chân long cõng tiểu lữ bố lên, hai đại hán hai chân cách mặt đất, đã như những kẻ điên giữa không trung và chạm phát ra một tiếng động lớn, hai người cùng phi đâm tường thành, đáng thương hàn nghị bị kẹp ở bên trong, trước có chân long sắt thép áp lạc, sau có tường thành cứng rắn chống đối, hai bên bao kẹp, đau đến hai mắt hắn trắng dã, máu chảo ra, đã như bùn lầy tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngũ định viễn cất bước rời đi tiểu lữ bố vẫn chưa từ bỏ ý định chỉ bắt được mắt cá chân hắn lại bị kéo đi ngũ định viễn không còn khoan dung chỉ ngón tay vào hai người hách lý lạnh lùng nói Cung tiễn thù toàn bộ lên thành kẻ không chịu đầu hàng giết chết bất luận tội đại đô đốc lấy một địch ba đánh đến hàn nghị hấp hối ngã xuống tam đại tiên phong chỉ còn hai người lý hách càng không có khả ngăn cản triều đình sĩ khí đại trấn trăm ngàn sĩ tốt trọng khởi trận thức, cùng đến vây chỗ hồng đầu tường. Địch quân tiếng giết như thủy triều, hách chấn tương đánh giá tình thế, đã là không thể không lui binh, hắn túm lên quân kỳ, đang muốn xuất chúng lui lại, chợt nghe ngũ định viễn đề thanh gầm lên, hách giáo đầu. Có gan phóng ngựa lại đây, ngũ mỗ dùng tay trái đánh ngươi. Hai người đã quen nhau nhiều năm hách chấn tương còn từng chỉ điểm công phu cho ngũ định viễn, lúc này nghe hắn nói đến cuồng, Nhìn không được trong lòng giận dữ, hắn đi ra ngoài, nội lực chảy ngược, toàn thân khớp xương răng rắc như hạt đậu nổ, gầm lên một tiếng dài, ngũ bộ đầu. Họ hách vụng bồi đến cùng, hách giáo đầu đối đầu ngũ bộ đầu, hai người đều xuất thân công môn, nhưng giờ họ đang chiến đấu vì lý tưởng riêng của mình. Hai bên lao về phía trước, Lý Thiết Sam cũng kéo thiết kiếm của mình, ba người đang muốn đại chém giết, bỗng nhiên một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ dưới đất bóng người thật lớn liều chết quên mình, ôm lấy cẳng chân ngũ định viễn, trong tiếng giống giận, nháy mắt ném hắn xuống mặt đất, lại là tiểu lữ bố tới. Hàn nghị chuyên đập nát trưởng, khi nhìn thấy cú húc đầu của mình đâm trúng khóe mắt cường địch, hắn cười lớn hét lên, hách giáo đầu đi thôi. Đừng mắc phải sự khích tướng của con dê con 38 tuổi. Ngũ định viễn thực sự tức giận, vặn xoay người, lập tức áp chế đối thủ dưới chân, nghiêng đầu tức giận nói, thúc thủ chịu trói. Tần Trọng Hải là kẻ nào, đáng để ngươi chết vì hắn. Hàn nghị nguyên bản thần thái trào dâng, đầy mặt huyết ô, nghe xong đối phương nói chuyện, đột nhiên trầm mặc. Hắn nhìn ngũ định viễn, nhàn nhạt, nhạt cười nói, tần trọng hải không đáng, chẳng lẽ dương túc quan đáng. Ngũ định viễn mở to mắt, nhất thời không lời gì để nói. Tiểu lữ bố ẩm ý cười to, thuận tay kéo ra áo choàng, chỉ thấy lòng bàn tay hắn mở ra trong tay thình lình có thêm một quả pháo hiệu nghe hắn ầm ĩ kêu gọi thiết sam thay ta truyền lời cho nhị nương lý thiết sam như sấm đánh ngang tai bi thanh kêu to huynh đề đừng làm việc mốc tiểu lữ bố hít một hơi thật sâu búng món tay giữa pháo hiệu chịu lực bay thẳng lên trời ngay lập tức phát nổ giữa không trung đốt lên những chùm pháo hoa rực rỡ tín hiệu đã được phát đi tùy thời đều có thể đưa tới trung quân. Hách chấn tương đại kinh thất sắc, mắt thấy Lý Thiết Sam cố gắng đưa tay muốn giữ chặt, muốn hắn ngàn vạn đừng chịu chết. Thời khắc pháo anh tạc, mọi người đều run rẩy, có thể nghe thấy rõ ràng hàn nghị kêu ra di môn cuối cùng. Ha ha, nhị nương, tiểu lữ bố không ăn cơm tất niên được rồi. Trước mắt bay tới ánh lửa, cự thanh nổ vang, đầu tường đang bị pháo kích những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thành trì sụp xuống đại đô đốc và tiểu lữ bố cùng bị đánh trúng cùng bay lên đầu trường trong phút chốc bầu trời đầy bùn cát che khuất tầm mắt hai đại hán đã không thấy bóng người nữa pháo thanh ù ù ánh lửa đốt cháy khắp nơi là tiếng kinh hoàng kêu to thành tương dương đã trở nên hỗn độn nhưng thấy hách chấn tương cuồng đao chém ra một con đường máu lý thiết sam chiêu tụ bại tốt đều tìm đường rơi thành dù hai người đang chiến đấu kịch liệt nhưng trong lòng đều đang kêu gào ai có thể nói cho ta trận đại chiến vô tình này đến tột cùng còn muốn đánh bao lâu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn